Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Mỹ Vlog. Em Mỹ xin chúc quý vị thân mến có một ngày mới vui vẻ và gặp được nhiều may mắn. Hiện tại thì em Mỹ đang có mặt ở đỉnh Háo Chua. Và ngày hôm nay thì là một ngày rất là vui đối với hai vợ chồng em Mỹ cho ạ. Và hôm trước ấy, thì em Đào cũng lên đây chơi. Nên là em Đào cũng đi vào nhà của chú Sò. Thì em Đào cũng tình cờ gặp em Mai đi học về. Nên là em Mai và em Đào cũng hai chị em cũng nói chuyện với nhau. Nên là trong cái video mà em Đào tải lên ấy, thì có một chú mệnh thường quân giấu tên ở bên Mỹ cũng rất là thương em Mai và cũng gửi được 1 triệu cho em Mỹ để nhờ em Mỹ mang đi tạ cho em Mai ăn Tết. Và chú cũng tạ được 1 triệu lì xì cho hai vợ chồng em Mỹ ăn Tết nữa. Nên là em Mỹ cũng rất là cảm ơn chú ạ. Bây giờ thì em Mỹ cũng xin mời quý khán giả thân mến hãy đồng hành cùng em Mỹ đi vào nhà của em Mai ạ. Các bác ạ, hôm nay thì có rất là nhiều mây mù đem xì này. Ở giờ này trời vẫn chưa tối nhưng mà nhìn phía bên kia thì trời cũng đen xì kiểu như là trời cũng sắp bắt đầu tối rồi. Đấy, đứng từ phía bên này nhìn phía bên kia ấy thì chỉ thấy là mây mù thôi. Đấy, mây mù rất là nhiều này. Với lại ngày hôm nay trời râm và cũng lạnh nữa, không trời nắng như mọi hôm rồi. Tại vì là cũng sát đến Tết rồi nên là trời cũng bắt đầu râm như này ấy. Em Mỹ chị mong là trời nắng để đến Tết thì các cháu và các em anh em sẽ được đi chơi Tết một ngày để vui vẻ hơn. Tại vì là các em và các cháu cũng chờ đợi một năm chỉ có là một lần đi chơi Tết thôi các bác ạ. Nên là em Mỹ cũng rất là mong là để chờ nắng để các em sẽ đưa đi chơi Tết. Đây thì lúc mà bà con chưa khoa đá ở đây để mở đường ấy thì cũng hai bên toàn là đá thôi. Nhưng mà bà con mở đường thì bà con đã phá một cái đá to ở phía dưới này rồi. Nên là ở trên này là vách đá, còn ở dưới này thì cũng là vách đá nhưng bà con đã phá hết rồi này. Đấy, lúc mà chưa phá thì cả hai bên đền là đá, giống như một cái cổng trời. Đấy, đến đây thì con đường to thì cũng đến đây thôi. Em Ly thì em Ly cũng vừa mới đi làm thuê về được tầm là 3 hô thôi. Nhưng mà đây, hai vợ chồng em Ly cũng đổ một con đường đi vào nhà của hai vợ chồng em Ly đây rồi. Đây là con đường vào nhà thôi. Nên là hai vợ chồng em Ly cũng đổ một con đường đủ một cái xe đi thôi. Đấy, đổ đi như này ấy thì mình đi bộ cũng trời mưa thì cũng không bẩn và đi xe cũng dễ đi. Đấy, bà con ở trên này thì nói chung là bà con từng ngày thay đổi đó chính là nhờ sự giúp đỡ của quý nhà hảo tâm và anh Trao Vlog. Nếu mà không có anh Trao là cầu nối và không có Mệnh Thường Quân hỗ trợ cho bà con ở đây thì chắc là bà con phải leo núi leo trèo, bà con phải nghèo khổ hơn nữa đó. Em Mỹ cũng luôn luôn tôn trọng anh Trao Vlog và quý nhà hảo tâm. Này, trời thì cũng kiểu như là sắp bắt đầu tối rồi. Để đây thì cũng gần nhà của bác Xính rồi này. Đấy, nhà của bác Xính thì ở đây thôi. Bác Xính là một trong 7 anh em siêu nhân ở bên phía bên này. Trong 7 anh em siêu nhân thì nhà nào cũng là nhà xây. Mà em Mỹ cũng rất là cảm ơn quý nhà hảo tâm trên kênh của em Thảo Mỹ Linh cũng quý nhà hảo tâm cũng rất là yêu thương bạn anh em siêu nhân và cũng như là rất là yêu thương bà con Háo Chua ấy, nên là cũng giúp bà con Háo Chua từ ngày thay đổi để có một căn nhà xây đẹp như thế này cho bà con được ở trên lá trên mưa. Đây là một căn nhà xây rất là cao và cũng rất là đẹp nữa. Ở trên thì lập bàn tôm.
Và nhà bác Sính thì cũng là một nhà bếp riêng ở phía bên này này. Đấy. Nếu mà là một căn nhà xây như thế này, làm bếp riêng như thế này thì nhà sẽ không hỏng và sẽ không bẩn nữa. À, em Mỹ thì đã đi hết con đường mò rồi. Bây giờ thì em Mỹ đã đến con đường đổ bê tông ở đây rồi này. Để đây rồi thì cũng đi không xa nữa là đến nhà của chú Sò rồi. Đây, phía bên tay phải của em Mỹ là một tảng đá rất là to, to đùng. Đấy, đây này, là một tảng đá cực kỳ là to. Ở trên háo chua này thì chỉ có một tảng đá to như thế này thôi, riêng là một tảng đá thôi. Nhưng mà tảng đá này thì cũng rất là cao và cũng rất là đẹp nữa. À, kiểu giống như là một cái núi này. Đấy. Ở đây thì hình như là em Mỹ đã thấy em Nô thì đang ở phía bên kia này. Hình như là em Nô và em Mai ấy. Em Mỹ cũng rất là mong là em Mỹ đến thì cũng thấy em Mai và tất cả gia đình ở nhà cháu đó em Mỹ. Để đây thì cũng thấy nhà của chú Sò rồi. Ê, nhà của chú Sò thì là một căn nhà đẹp nhất ở trên háo chua này. Căn nhà của chú Sò thì cũng có chú Sò cũng sơn màu xanh này, rất là đẹp này. Thế đứng từ xa nhìn thì là một căn nhà rất là tuyệt vời. Chào em nhá, chào em Nô. Vâng. Ai, rất là may mắn mà hôm nay đến cũng gặp em Nô này. Em Nô ơi, em vừa mới đi cắt cỏ bò về à? Giúp em bế cỏ thôi chị ạ. À, giúp em bế cỏ thôi à? Vâng. À. Bắt hồi tôi mình chị bà. À. Ơ, nặng quá nhá, từ từ nhá. Đấy, em già thì cũng rất là khỏe nên là đang gùi một bó cỏ voi rất là to ở đây này. Này này, từ từ nhá, từ từ tí nữa ngã. Em đang chơi. Hôm nay em đi đâu về em Nô? Hôm nay em đi cắt cỏ về chị. Hôm nay em đi cắt cỏ về à? Vâng, chào em nhá. Đấy, em Mai thì đang ở trên nhà này. Đấy. Vậy thì anh chị em mình cùng đi vào nhà em Mai được không em Nô? Ok, được. Vâng vâng. Hôm nay em nghỉ đấy thì cũng rất là may mắn và cả em Nô này, em Mai và em già, em Dính ở nhà. Vậy là em với lại ba mẹ em cũng chuẩn bị cỏ để ăn Tết à? Vâng. À, ba mẹ em có ở nhà không em Mai? Có ạ. Có à? Sao mà hôm nay nhìn em Mai trông xinh lắm nhỉ? Làm gì? À, đi làm về à? Thấy xinh gái quá. Xinh và đáng thế. Xinh thế. À, chào chú nhá. Đây là chú Sò này. Đấy, chú đang làm gì á chú? Bá thế tử cho anh ở đâu được hỗ trợ đi rửa. À, em Thảo Mỹ Linh tạ cho chú một cái giường ngủ à? Đúng rồi, con này. Con mấy đứa có cái nghỉ Tết rồi xong thì về nhà có đông người rồi có ngủ giường. Thật ra là chú Sò đang sửa dừa, tại vì là chú Sò nói là con cũng đông ấy nên là phải sửa dừa thì các con mới được ngủ. Bây giờ thì em mình sẽ mời quý khán giả thân mến trên kênh của em mình sẽ vào đây để xem phòng ngủ và cái giường ngủ của chú Sò này. Đấy. Em Thảo Mỹ Linh và quý nhà hảo tâm trên kênh của em Thảo Mỹ Linh cũng rất là, nói chung là cũng rất là yêu thương chú Sò. Đúng rồi. Và đã tạo được một cái giường ngủ cũng rất là đẹp ở đây cho gia đình chú Sò. Đúng rồi. Đấy. Rồi. Và... Vậy là chú được nhận một món quà rất là đầy ý nghĩa như này thì chú có vui không ạ? À? Rất là vui à? À. Thím, thím có ở nhà không? Có ở phía bên kia à? À. Vậy thì vâng. Có lẽ là em mình sẽ đi vào nhà để gặp cả thím nữa. Hôm nay em đi đâu về? Em ấy? Em đi cắt cỏ về. À, cắt cỏ bò về à? Vâng. À. Cỏ để sắm Tết. À, cắt cỏ bò về để sắm Tết à?
Đấy, cắt được mấy bó cỏ bò em? À, cũng 5-6 bó. 5-6 bó à? Chắc 3 ngày à. À, nhà cũ thì ở phía bên này, còn nhà mới thì chú sò cũng làm riêng phía bên này. Tại vì là chú sò cũng có hai con trai ấy, nên là phải làm hai căn nhà như này. chào Thúy nhá. À, đây là cái máy nhiệt đá mà mình thường quân hỗ trợ cho bà con ở đây à chú sò? Từ đó máy nhiệt đá được đánh tháng hỗ trợ cho thì là sai bù là bổ ăn là sai mày ba can lít là mày ba can lít là mày ba can đó. À. Cái này sửa hết là hỏng hết cả cái máy và thay sửa lại rồi. À. Sửa được 10 triệu đấy. À, cái mua cái này mua thử máy này cô mua sửa 10 triệu. À, vậy là cái máy nhiệt này là mua mới à? À, thế là cái máy nổ là sửa về à? Sửa về đấy. À, đấy nói chung là mạnh thường quân cũng rất là yêu thương bà con Hốc Chua nên là cũng hỗ trợ rất là nhiều thứ cho bà con để được sử dụng. Máy ơi. Đấy các em thì đang nói chuyện rất là vui này. Em Mai là năm em học lớp mấy rồi? Dạ em học lớp 12 rồi ạ. Học lớp 12 rồi à? Vâng. Vậy em học xong lớp 12 chưa? Dạ chưa, chắc là tháng 6 nữa là mới tốt nghiệp về. À tháng 6 nữa mới tốt nghiệp về cả. À, em thì cũng rất là một người em gái cũng rất là chăm chỉ học hành. À, cho dù là con gái thôi nhưng mà em cũng cố gắng để học hết lớp 12 để lấy được bằng cấp, phải không em? Vâng, đúng ạ. Vậy thì nếu mà em học hết lớp 12 rồi thì em có ý định để đi học tiếp nữa không? Dạ em không, tại vì em thấy em cũng kiểu học bình thường, em cũng không giỏi nên là chắc là em học xong em đi làm thuê thôi. À, học xong thì đi làm thuê. Vâng. À, tại vì là em này cũng là một người rất là chăm chỉ học hành nên là cũng em này cũng có một cái quyết định là học hết lớp 12 lấy được bằng cấp rồi thì sẽ nghỉ ở nhà để đi làm thuê, giúp đỡ cho bản thân mình và cũng giúp đỡ được cho ba mẹ, có phải không? Dạ đúng rồi. Và em Mỹ hôm nay thì em Mỹ cũng đến thì cũng gặp cả ba mẹ của em Mai và cũng là cả em Mai ở đây. Và em Mỹ cũng gặp cả em Nô. Em Nô là con của chú Chứ, là em trai ruột của chú Sò. Nên là ngày hôm nay thì em Mỹ cũng xin chia sẻ rõ cho tất cả quý khán giả trên kênh của em Mỹ biết. Có một số cô bác thì cũng hiểu rõ về Hấu Chua rồi, nhưng mà cũng có một số cô bác thì cũng chưa hiểu rõ về Hấu Chua. Nên là cũng có một số cô bác cũng bảo là Hấu Chua bên em Mỹ là Hấu Chua 2 và Hấu Chua bên chú Sò là Hấu Chua 1. Nên là thật sự là không phải như vậy. Tại vì là bên Hấu Chua của em Mỹ và bên Hấu Chua của chú Sò là cùng một bên Hấu Chua thôi và cũng là cùng một thôn Hấu Chua 1 thôi. Hấu Chua 2 thì ở tít dưới đầu sông Nho Quế rồi. Nên là có một số cô bác thì cũng hiểm nhầm và cũng không biết rõ. Nên là ngày hôm nay thì em Mỹ đến thì cũng gặp cả chú Sò ở đây. Thì em Mỹ cũng xin mời chú Sò vào đây để hai chú cháu mình nói chuyện có được không ạ chú? Vậy là cũng có một số cô bác hỏi là bên Hấu Chua của cháu là Hấu Chua 2 và bên Hấu Chua của chú là Hấu Chua 1, nhưng mà có phải không ạ? Thật ra là cũng là cùng một thôi thôi các bác ạ, nên là các bác cũng không hiểu rõ, nên là các bác cũng nhầm lẫn như vậy thôi. Và cũng nói cho tất cả quý khán giả trên kênh của em mình để biết là tại vì là Hấu Chua 1 thì có hai hứa đi. Một hứa thì là đi hướng bên kia, đi phía hứa của bãi anh Siêu Nhân Đa Lạt Đường. Một hứa thì sẽ đi phía nhà em Mỹ đi, nhưng mà có hai người là cầu nối. Phía B của em Mỹ thì có anh Trao Vlog là cầu nối giúp đỡ bà con 13 hộ ở bên kia để làm một con đường cho bà con ở bên kia được đi lại và các cháu được đi học một cách thuận tiện hơn. Còn là phía bên kia thì cũng có các cháu ở phía bên kia đi học, nhưng mà bên kia thì có em Thảo Mỹ Linh và anh Nguyễn Tất Thắng giúp đỡ bạn anh Siêu Nhân cũng như là giúp đỡ 13 hộ ở phía bên này để có một con đường bà con đi lại và cũng có một con đường để các cháu được đi học nữa. Nên là em Hiếu cũng rất là tôn trọng các anh và cũng rất là tôn trọng các quý nhà hảo tâm đã luôn yêu mến bà con Hấu Chua và đã
đồng hành giúp đỡ bà con cả hai bên. Nhưng là em mình cũng rất là cảm ơn ạ. Em Nôi, chị mời em vào đây để nói chuyện với chị một hai câu có được không? Được. Vâng. Mình thì có gì đâu. Vâng. Vậy là đúng là hai em của em Mỹ ạ. Và đây cũng là em Nô. Đấy, em Nô thì cũng là người mà đầu tiên dẫn anh Trao Vlog đi xem cái thắng phá bà là mình với lại đi xem cái tả đá mà hai tầng. Ba tầng. Vâng. Đấy. Và đây là cũng là em Mai, cũng là chị gái của em nhỉ? Vâng, chị của em. Vâng, chị gái của em đó là em Mai, là con của chú Sò. Đây là hôm nay thì chị cũng rất là vui mà đến đây cũng gặp cả em Nô và em Mai ở đây. Và em Nô, em nó chia sẻ một chút cho quý khán giả biết là có phải là bên háu chua của chị thì có phải là háu chua hai không? Cái này là không phải chị ạ. Tại vì cái này là chỉ là đây là bên háu chua mình chỉ có hai, một háu chua, một háu chua hai, là háu chua hai là tích dưới kia, trên này là chỉ có đúng một háu chua thôi chị ạ. Vâng. Đấy, hôm nay thì tất cả quý khán giả trên kênh của em cũng nghe trực tiếp mà em Nô nó là đúng sự thật. Tại vì tất cả 26 hộ ở đây chính là thôn háu chua 1, còn thôn háu chua 2 thì ở tích dưới đầu sông Nhô Quế thì mới phải là háu chua 2. Tất cả ở trên này là háu chua mồi thôi, nên là em Mỹ cũng xin mọi người hãy hiểu và biết rõ về cái vấn đề háu chua này. Và cháu cũng rất là xin lỗi chú, tại vì là cái hôm mà chú đến tận nhà mời hai vợ chồng cháu và nhưng là mời tất cả bà con ở phía bên kia đến đây để mộ lợn ấy, đến đây để mộ lợn, tại vì là có quý nhà hảo tâm cũng gửi tiền về cho em Thảo Mỹ Linh mua được 3 con lợn để mổ chiên cho bà con mỗi người một ít để ăn Tết. Nhưng mà cái hôm đó thì chú cũng đến tận nhà gọi hai vợ chồng cháu lên đây để ăn cơm cùng với bà con. Nhưng mà hình như là chú cũng biết rõ, tại vì là cũng sát đến Tết rồi nên là quý nhà hảo tâm cũng gửi rất là nhiều quà cho hai vợ chồng em Mỹ để nhờ hai vợ chồng em Mỹ mang đi tặng cho bà con. Nên là em Mỹ cũng rất là bận rộn, thì em Mỹ cũng giống như là cũng nợ một lời xin lỗi của chú Sò, mà cũng giống như là nợ một lời xin lỗi của em Thảo Mỹ Linh. Nên là em Mỹ cũng biết là em Thảo Mỹ Linh và chú Sò cũng rất là buồn lý do tại sao mà em Mỹ lại hô đấy, mà là một bữa cơm rất là đầy ý nghĩa mà em Mỹ lại không có mặt lại đây để ăn cơm cùng bà con. Nên là tại vì cái lý do này là tại vì em Mỹ cũng rất là bận rộn để tặng quà cho bà con với lại tặng quà cho các cháu. Nên là em Mỹ cũng nếu mà em Mỹ đi rồi thì chồng của em Mỹ cũng là anh cameraman là người quay phim cho em Mỹ nữa. Nếu mà em Mỹ đi một mình thì không làm được, nên là phải cả hai người phải đi nên là mới làm được. Thì cái hôm đó thì em Mỹ cũng không có mặt đến đây để cùng bà con ăn một bữa cơm, nên là em Mỹ cũng rất là mong là quý nhà hảo tâm và quý khán giả thân mến cùng với chú Sò và em Nô và em Thảo Mỹ Linh sẽ thông cảm và bỏ qua cho em Mỹ nữa. Đây không phải là em Mỹ cố ý mà là em Mỹ cũng rất là bận rộn để tả quà cho bà con. Nhưng mà em Mỹ cũng rất là cảm ơn quý nhà hảo tâm trên kênh của em Thảo Mỹ Linh, và cũng rất là cảm ơn anh Thắng và em Thảo Mỹ Linh cũng rất là yêu thương bà con và đã có một cái tấm lòng vàng dành cho bà con ở đây. Nên là em Mỹ cũng rất là cảm ơn anh Thám và em Thảo Mỹ Linh cùng với quý nhà hảo tâm ạ. Và hôm nay chị đến đây thì hôm trước em Đào đến đây thì em Đào cũng tình cờ gặp em và em Đào và em cũng từng nói chuyện với nhau, có phải không ạ? Đúng rồi ạ. Và vậy là cái video trước mà em Đào tải lên ấy, thì cũng có một chú mệnh thừa quân ở bên Mỹ cũng rất là yêu thương em, tại vì là chú nói cho chị ấy, chú bảo là chú rất là thương ấy như em gái mà rất là có khả năng để đi học đấy, nên là chú cũng rất là thương em, nên là chú cũng gửi được 1 triệu ấy nhờ chị để chỉ mang đến ấy, đưa cho em để em được mua quả áo đẹp ăn Tết, đi chơi Tết. Và ấy nên là hôm nay chị đấy thì cho em hỏi là cái chú đấy tên gì ạ? Tại vì là cái chú đấy là giấu tên nên là không cho chị biết tên.
Vâng, đây là chú Mạnh Thừa Quân giấu tên ở bên Mỹ thôi. Vâng. Và em thì cũng xin thay mặt chú trao tặng những phần quà của chú cho em Mai ạ. Vâng, đây là phần quà của chú Mạnh Thừa Quân giấu tên ở bên Mỹ ạ, em Mai ạ. Vâng ạ. Và cháu gọi như thế nào cũng... lời cảm ơn tới bác, bác đã cho số tiền này cho cháu. Cháu chúc bác năm mới vui vẻ và thành công trong công việc ạ. Vâng. Em Mỹ cũng rất là cảm ơn lời cảm ơn của em Mai. Và cũng một lần nữa thì em Mỹ cũng xin thay mặt em Mai và gia đình em Mai gửi một lời cảm ơn tới chú Mạnh Thừa Quân giấu tên ở bên Mỹ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chú đã luôn yêu mến bà con Háo Chua và đáng rất là yêu mến em Mai nữa. Nên là cũng tặng được một món quà rất là đầy ý nghĩa cho em Mai để em Mai được ăn Tết. Nên là em Mỹ cũng xin chúc chú có một cái sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống ạ. Cháu xin cảm ơn đến bác giấu tên ở bên nước Mỹ. Và cháu sẽ thay mặt chị để cảm ơn bác ở bên nước Mỹ ạ. Cháu chúc bác năm mới luôn luôn mạnh khỏe ạ. Và thành công trong công việc ạ. Vâng, cảm ơn em Nô nhá. Vâng. Em Nô năm nay học lớp mấy rồi em Nô? Em đang lớp 10 chị ạ. Đang lớp 10 rồi ạ. Vâng, vâng, em sẽ cố gắng học hành tiết nhá. Vâng, 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 em để... sẽ cố gắng vâng, vâng. Học hành là cái chuyện mà năm cái thời đại này mình phải học người gì ạ. Vâng, vâng, vậy là chị tin là em là một người có tài năng với lại có khả năng. Chị tin là em sẽ học hành tốt. Cái đấy thì chắc do bản thân mình cố hay không rồi chứ. Vâng. Chưa, một số người nó cũng đi học rồi nhưng mà nó vẫn bỏ cuộc. Nhưng mà chị em mình cố gắng, có vâng. Gì khang sẽ cố gắng học hành với nhau, vâng. Xong đi học tiếp rồi. Vâng, vâng, sẽ cố gắng học hành thật tốt nhá. Vâng, vâng, vâng. Hy vọng là như vậy. Vâng, vâng, vâng. Chắc là biết học vậy là chắc là chị sẽ xin phép em chị đi về nhá. Vâng, tại vì là chị cũng có một chút công việc. Hả? Uống nước á? Tại vì là cháu cũng có một chút công việc đấy chú ạ. Nên là chắc là cháu xin phép về thôi. Vâng, vâng. Vậy là... dạ em chào chị ạ. Vâng. Vậy là chào thím nhá. Rồi chào hai em nhá. Vâng. Chị đi về đây ạ. Vâng. Chào em Nô nhá. Vâng, chị đi về nhá. Vâng. Như gia đình chú Sò thì giống như em Mai nói, hôm nay thì gia đình em Mai cũng chuẩn bị có cỏ bò để chuẩn bị Tết rồi. Nên là gia đình của em Mỹ thì cũng chưa chuẩn bị cái gì. Ở trên đằng sau nhà của chú Sò thì đây là một tảng đá rất là to đùng. Nhưng mà chú Sò cũng mở và cũng khoa đá để làm một cái móng nhà, như là làm một cái nền nhà rộng. Đấy, nhưng mà ở đằng sau này thì chú Sò cũng đổ ở đằng sau nhà này hết rồi. Đi lại thì sẽ dễ dàng hơn. Ở đây là một cuộn dây ấm nước rất là to này. Chắc là... cuộn dây ống nước này thì chú mua về để kéo nước về vào nhà vệ sinh à? Đấy, chú Sò thì nói chung là cũng là một người rất là biết làm này, cũng có chỗ bị sáng một cuộn dây ống nước rất là to ở đây rồi. Đấy, ở trên này là một con đứa đi làm nưa của bà con. Đây. Vâng, vậy thì bye bye chú nhá, cháu về đây ạ. Vâng, mong là ăn Tết thì bà con sẽ cùng nhau ăn một Tết năm mới thật là vui vẻ nhé chú ạ. Vâng. Ít mũi hả? Vâng. Nói chung là bà con ở trên Háo Chua này thì có 26 hộ. Nhưng mà trong dù là bà con tách là hai bên để làm đường hai bên ấy. Còn phía bên này, 13 hộ bên này thì sẽ làm con đường mà em Thảo Mỹ Linh và anh Nguyễn Tất Thắng hỗ trợ. Còn phía bên của em Mỹ 13 hộ thì sẽ làm con đường mà anh Trao Vlog hỗ trợ và Quý Nhà Hảo Tâm hỗ trợ. Trong dù là bà con
là cách là hai độ cũng như là hai bên rồi. Nhưng mà bà con cũng luôn luôn giúp đỡ và đoàn kết với nhau. Nên là em mình cũng rất là mong là quý khán giả thân mến hãy ủng hộ em mình và cũng như là ủng hộ bà con Háo Chua để em mình và bà con sẽ có một cái tinh thần đoàn kết với nhau và em mình sẽ có một cái tinh thần để làm một cầu nối giúp đỡ được bà con nhiều hơn nữa. Có lẽ là nội dung ngày hôm nay thì em mình cũng xin chia sẻ đến đây thôi. Và một lần nữa thì em mình cũng rất là cảm ơn quý vị thân mến đã luôn luôn đồng hành cùng em mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo ạ.